nhân viên quản lý thư viện đi tới Đại Minh, biến thành một người thủ thôn. Người thủ thôn, thủ nhất thôn chi lương thiện, định bách hộ chi đức hạnh, hộ nhân tính chi giới hạn. Chương 1 Sơ lâm thế này người không hoảng hốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trời âm u, giống như tâm tình của người chuẩn bị chờ thu hoạch lúa. Còn 20 ngày nữa, lúa nước liền có thể thu hoạch, phơi nắng, nhập kho, hết lần này tới lần khác ông trời không chiều lòng người nếu là một trận mưa to rơi xuống tổn thất tất nhiên gia tăng thời tiết vẫn chưa thay đổi theo nguyện vọng của con người sấm sét vang lên không ngừng nghe động tĩnh dường như muốn chấn sập nhà thôn hà khâu trấn hoàng trì tuyên thành phủ ninh quốc các thôn dân vào buổi tối xuyên thấu qua cửa sổ giấy nhìn từng tia chớp bên ngoài nghe từng tiếng từng tiếng sấm trong mắt tràn đầy sầu sắc nương ngốc ca ở trên núi có thể hay không sợ hãi sấm sét lớn như vậy nếu đem hắn đánh thì làm sao bây giờ một thiếu nữ nằm trên giường lo lắng nói chuyện với mẹ không sợ trong chùa trên núi có thần núi phù hộ thần núi phù hộ than ôi một giọng phụ nữ vang lên sáng mai ta sẽ đi xem nương nhớ nấu trứng gà thiếu nữ vẫn u sầu khó giải tốt ngày mai liền đi sớm biết như thế hẳn là để cho khờ khạo ở trong tự đường hắn nhất định phải đi miếu trên núi. Thanh âm phụ nhân lại vang lên. Ân. Nhất định không có việc gì. Thiếu nữ lầm bầm trở mình. Lời nói kém không nhiều lắm ở trong thôn có người nói lên, mọi người đều lo lắng người ngây ngô này. Ngốc nghếch là cái kẻ ngốc, trong thôn 12 năm trước mời tới kẻ ngốc, lúc ấy chiến loạn, từ địa phương khác nhìn thấy đứa nhỏ, hơn nữa còn ngốc hồ hồ, hai tuổi không biết nói chuyện, gặp ai cũng ha hả cười đứa nhỏ như vậy trong thôn cảm thấy tốt, mời lại đây làm người thủ thôn. Quy củ tổ tông truyền lại, trong thôn nhất định phải có một người thủ thôn, phải ngây ngốc, ngây ngô, phải hảo hảo dưỡng, dưỡng đến chết, lại tìm một người không kém bao nhiêu. Quy củ nói là, nếu không giữ thôn nhân, tất có mầm họa loạn. Người trong thôn vốn có hơn 10 dòng họ, lấy họ chu làm chủ, sau đó chịu ảnh hưởng thắng bại của chiến tranh, những dòng họ khác đều đi theo họ chu. Thôn 141 hộ, khẩu 550, cộng thêm chu khờ khờ 551 khẩu. Mọi người không muốn gọi kẻ ngốc, người thủ thôn mà. Nói ngu ngốc không tốt, gọi là ngu ngốc. Nuôi suốt 12 năm, thôn dân nhà ai làm đồ ăn ngon liền cho ngay Ngô một phần, ngày thường còn lại là Lý trưởng gia cung cấp đồ ăn. Bình thường, Khờ Khạo sẽ ăn bài ở nhà nào hoặc trong tự đường, ở tự đường có người đi cùng, thỉnh thoảng Khờ Khạo sẽ đi sơn thần miếu mọi người cung phụng, đồ lưu lại chính là khờ khạo ăn. Ngày hôm nay không khéo, các loại nhân tố cộng lại, khờ khạo không ở tự đường, lại càng chưa từng ở nhà trưởng thôn, thôn dân không khỏi lo lắng. Ti chớp khen két nương theo tiếng sấm âm âm, người trong thôn đều nhớ thương người trong thôn. Không được, ta phải đi xem. Lý trưởng đứng dậy, dùng đá lửa đốt đèn dầu, rồi ra ngoài phòng lấy giấy dầu cầm đèn. Hắn vừa có động tĩnh, cửa một gian phòng khác mở ra, một người trẻ tuổi dụi mắt. Cha, con đi cùng cha. Đi, mặc áo tơi vào, ra ngoài xem nhà chú ba cháu ngủ chưa. Không ngủ thì gọi chú ấy. Lý Trường gật đầu. Hai người đi ra, lại nhìn người khác. Kết quả những gia đình không ngủ được nhau nhau đi theo người ta đến sơn thần miếu. Suy nghĩ của bọn họ là giống nhau, người thủ thôn không thể xảy ra chuyện, chớ nói là người A, cho dù là một con chó, nuôi 12 năm cũng nuôi ra tình cảm lôi điện vẫn không ngừng một ngọn đèn dài đặt trước bàn thờ chu văn thiên mơ một giấc mơ mở to mắt mờ mịt đánh giá hoàn cảnh ta cho rằng ta treo kết quả ta còn sống ta chung quanh là vật gì miếu a à, nhìn giống không phải tự tuyệt đối không phải cũng không phải xem bố cục bất đồng ta đây là chu văn thiên lầm bầm lại không lo lắng chút nào trên mặt còn mang theo nụ cười bộ dáng vui vẻ Ông là hậu duệ của một gia đình được cho là bị nguyền rủa và cả gia đình không ai sống quá 30 tuổi. Người trong gia tộc đều trâu bò, tỷ như hắn, nhất nhãn thập hành, đã gặp qua là không quên được. Cha anh, chính là cha anh, lấy 6 học vị tiến sĩ. Vấn đề là mẹ nó, gia đình mẹ nó cũng vậy, mẹ nó có 7 học vị tiến sĩ. Sau đó ba mẹ hắn liền không phục a, à, chúng ta lợi hại như vậy, dựa vào cái gì phải chết sớm? chúng ta kết hợp đi. Vì thế hắn sinh ra, 7 tuổi lúc cha mẹ cũng rất đột ngột mà treo, một giấc ngủ đi qua lại không có tỉnh lại, cho hắn lưu lại rất nhiều gia sản. Hắn đồng dạng trâu bò, cầm một đống học vị tiến sĩ, trong nhà một đám phòng ở, bao gồm phòng thị trường gì đó, còn có phòng thí nghiệm tư nhân. Hắn phải hưởng thụ cuộc sống ngắn mũi A, à, người trong quan trường bình thường là khách quen, mục đích chủ yếu là quản hắn đòi tiền, để cho hắn mở công ty mới gia tăng tỷ lệ việc làm mà chức nghiệp chủ yếu của hắn là nhân viên quản lý thư viện mình mở hắn mỗi ngày chính là đọc sách chơi mỗi ngày ở trên internet tìm các loại sách ví dụ như tạp chí khoa học huyền chí gì gì đó thấy được mua lại biến thành sách thực thể đặt ở thư viện có người hưởng thụ phụ nữ hôm nay người phụ nữ này ngày mai người phụ nữ kia hắn liền nguyện ý đọc sách nhất là nhìn thấy có người vào thư viện của hắn tìm sách tìm không thấy thời điểm cho chỉ điểm, trang bức A, rất sản khoái. Sản khoái chính là hàng ngày, cũng chờ thời khắc chết, nhân sinh không hối hận. Kết quả thật chết, không đến 30 tuổi A, duy nhất đáng ăn mừng chính là, sớm đem tài sản sau khi chết của mình an bài thỏa đáng. Gần trăm tỷ tài sản toàn bộ vào quỹ của mình, sau này người quản lý chuyên nghiệp có thể bảo vệ hay không, cũng mặc kệ, dù sao tâm tư đã đến. Ta là treo, sau đó ta lại sống, có phải ý này hay không? Là thời đại tinh tế không? Nhìn không giống, có chút cảm giác nguyên thủy. Chu Văn Thiên mượn tia chớp răng rắc cùng đèn dầu quan sát hoàn cảnh của mình, hắn căn bản là không sợ hãi. Đồng thời trong đầu hắn cũng có một ít trí nhớ, thập phần đơn giản, có người cho cơm ăn, chạy tới chạy lui, sau lớn lên có khí lực hỗ trợ làm việc. Trong trí nhớ của mình tại sao phải kéo cây ngư qua. chính là ăn cơm vui vẻ cùng hài tử chơi đùa ngươi cả đời này kết thúc ta chiếm thân thể của ngươi ta muốn nói ngươi cả đời này thật làm cho người ta hâm mộ a à. toàn bộ người trong thôn đều đối tốt với ngươi cho dù là lúc ngươi trở thành trâu đến cày ruộng cũng cười hắc hắc chu văn thiên lầm bầm nhìn hoàn cảnh chung quanh lập tức cầm lấy bánh gạo nếp người khác cung phụng cắn một miếng cạch cạch ngọt ngốc tử Ngốc tử làm sao ở chung với người khác? Ai nha? Ăn một chu văn thiên cao bằng gạo nếp nhìn màn mưa trong ti chớp, mặt ủ mày châu. Hắn biết mình cần dùng thân thể này tiếp tục sống, như vậy nhân thiết nên an bài như thế nào? Ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch, người có ở đó không? Chu Văn Thiên đang cố gắng suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng la của một đám người. Hắn hơi do dự, hít sâu một hơi. Hắc hắc, hắc hắc, ngây thơ còn sống thật tốt quá mau nhìn xem hắn thế nào bên ngoài lại vang lên thanh âm cao hứng một lát sau một đám người chạy đến sơn thần miếu cửa lý trường đương tiên tiến bước qua ngưỡng cửa thắp đèn cẩn thận đánh giá thôn thủ người ngây thơ hắc hắc chu văn thiên nhận mệnh bên trong lại tới gần một chút tay không sợ sợ đầu chu văn thiên hô to không bị sét đánh ngây ngô không ngốc đâu biết trời mưa sét đánh không chạy ra ngoài chu văn thiên chương không hai yêu mến một chút gì đau lòng bạn đang nghe tại truyện chấm audio cái này có nửa cái bao tải phim liễu chu văn thiên cảm thấy nếu mình có thể lấy được cá có thể chia cho người khác một phần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lại không có sách đọc lúa nước muốn thu hoạch trời còn không lạnh hiển nhiên không phải là lúa nước đông bắc gạo nếp làm bột gạo tương đối tốt, nhất là lâu năm. Anh lẩm bẩm trên một tảng đá dùng để giặt quần áo bên bờ sông, tháo bao tải, bên cạnh đặt một cành liễu. Hắn cần phán đoán địa lý hoàn cảnh, từ cây trồng cùng nhiệt độ không khí mà xem, tuyệt đối không phải lưu vực hoàng hà. Nếu là lưu vực hoàng hà, giờ phút này nhiệt độ không khí nhất định phải giảm xuống, đồng thời hẳn là có trồng lúa mì. Bây giờ ông thấy bờ sông có hoa tí tô, thầu dầu, tí tô, các loại cỏ khác. Đồng thời bờ bên kia sông có rừng trúc, hơi xa một chút, cẩn thận quan sát, tử trúc. Vẫn không thể định vị, giang nam giang bắc đều có, trừ phi cho ta một ít vật tham chiếu, tỉ như đặc sản đặc thù. Được rồi, đào dung. Chu Văn Thiên nối dây câu với cần câu, không có móc câu, thắt nút, hai nút chết thêm hai nút thắt. Tử kết vì vướng mắt lớn, hoặc kết dùng để buộc dung, ôi. Châu chấu trong ruộng cũng được phương thức này thích hợp nhất câu cá ăn thịt cắn sẽ không nhả ra kết lớn một chút cá trong thời gian ngắn phun không ra hắn dùng cành cây ngắn ở bờ sông móc một cái liền móc ra dung đất còn có những côn trùng khác ví dụ như dung đất thông qua những thứ này vẫn không cách nào phán đoán ra vị trí địa lý cụ thể những thứ này rất nhiều nơi có hắn đem dung làm thành mấy đoạn cột vào nút thắt cầm lấy một cục đá nhỏ dài cân nhắc có thêm nút thắt hay không thêm vào dù sao cũng phải kéo không thêm lại lo lắng cá trôi trên mặt nước không thích nuốt mồi. Để đó trước, để ta câu mấy con cá đi. Chu Văn Thiên tự nói một câu, ném mồi lên mặt nước. Mồi vừa chạm tới mặt nước, một con cá trực tiếp thò đầu ra nuốt vào. Ai u, trời đất ơi! Chu Văn Thiên vội vàng vung cần, dùng sức vung về phía sau là được rồi. Một con cá hơn 10 cm cứ như vậy bay ra, phốc nện vào bùn đất ướt ác. Quyết ngư, phải vượt qua nửa cân, dễ câu quá tiếp tục chu văn thiên tháo cá xuống dùng cành liễu đã chuẩn bị sẵn mặt vào kế tiếp hắn một cái tiếp một cái lên cá cá trắm đen quyết ngư cá trắm đen lại còn có cá trắm cỏ có trời mới biết cá trắm cỏ vì sao phải nuốt mồi sống cái này không khoa học lúc trước hắn còn cân nhắc dùng cung ngư thuật đến cung ngư có thể sống lâu một đoạn thời gian giờ phút này bận không nổi liền mặc đi dù sao lát nữa cũng phải ăn ông ta ước chừng chừng một giờ phía sau dùng cành liễu xuyên hơn bốn mươi con cá quá lớn không có câu không được cá rõ ràng nuốt mồi dùng sức một cái cởi không có móc bình thường chính là nhìn một cân nặng cảm giác lớn nhất có ba cân hai cái anh khờ anh khờ anh làm gì vậy cá có cá anh khờ bắt cá rồi ăn cá trưa nay ăn cá anh khờ biết câu cá nha một đám hài tử thanh âm truyền đến bọn họ chạy đến phía sau chu văn thiên mừng rỡ nhìn cá kêu to bọn họ mỗi người xách một cái giỏ tre nhỏ trên giỏ có nắp bên trong đựng châu chấu hiển nhiên bọn họ đang bắt châu chấu trong ruộng lúa dùng để cho gà vịt ăn chu văn thiên nhìn đồng bọn cùng chơi đùa trong trí nhớ cá cá nói xong hắn nhất cần câu lại một con quyết ngư vượt qua 20 cm bị quăng lên con này lớn quá lớn cảm giác vượt qua bốn cân không dễ dàng a à. anh khờ không cần móc câu có thể câu cá để em xem đây trứng gà buổi sáng đưa cho anh lý trưởng nói không cần em liền cất đi một tiểu nha đầu lấy ra một quả trứng gà luộc đưa cho chu văn thiên chu văn thiên nhìn mái tóc khô vàng lại phân nhánh của đối phương nặng ra nụ cười tơ tầm hắc hắc hai tiếng nhận lấy trứng gà cất kỹ một đám đồng bọn vây quanh xem công cụ câu cá chờ anh khờ khạo này một lần nữa buộc mồi ném vào trong nước, cũng thành công câu được một con cá, bọn họ đã hiểu. Bao tải phim tiếp tục dở, cành liễu tiếp tục gãy, dùng đất không cần đào nữa, có rất nhiều. Kế tiếp một đám hài tử ở bờ sông câu cá, sinh tay không sợ, có thể chậm rãi thuần thục, có lúc vận khí quan trọng hơn. Châu cháu bọn họ bắt cũng bị Chu Văn Thiên lấy ra làm mồi nhữ, bọn họ thao tác theo. 22 bạn nhỏ cùng anh khờ khạo của bọn họ, ở nơi này đánh ra ổ, cá là một cái tiếp một cái quăng lên trên. Đến buổi trưa, là người lớn nhà bọn họ đến gọi, bọn họ mới kịp phản ứng, câu cá nghiện, nhất là dưới tình huống điên cuồng lên cá. Phía sau bọn họ là một đống cá, chỉ lo câu, căn bản không ai đi lo lắng vấn đề số lượng. Ngươi, các ngươi. Phụ thân của nha đầu luộc trứng gà cho Chu Văn Thiên tới, sững sờ nhìn Tiểu Ngư Sơn cha, cơm trưa làm cá ăn a, à, tiểu nha đầu quay đầu lại đồng dạng phát hiện cá quá nhiều, nàng hưng phấn kêu lên. Ăn cá ăn cá. Chúng tôi câu được. Anh khờ dạy chúng ta. Người thủ thôn quả nhiên lợi hại. Những đồng bọn khác cũng ồn ào theo, bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận loại giáo dục này. Anh khờ khảo của người thủ thôn lợi hại, là thôn mời tới, phải đối tốt với người thủ thôn, không thể cười nhạo, không cho phép khi dễ người thủ thôn có khó khăn nhất định phải giúp đỡ. Người thủ thôn là ông trời cho, phù hộ cả thôn, có người thủ thôn ở đây, thôn mới an ổn. Trên thực tế thân thể này của Chu Văn Thiên, đừng nhìn mới 15 tuổi mụ, thân cao hơn một m 6 máu chốt là có khí lực. Hơn 200 cân đường lăng đá hắn có thể thoải mái ông lấy, lúc kéo cày vượt qua nửa con trâu. Thầy bói nói không sai, cho ít, tiền cho ít, lúc ấy thầy bói đã nói người thủ thôn không tầm thường đối xử tử tế với người thủ thôn tất nhiên có phúc báo ôi trời ta phải nói cho những người khác một tiếng thật tốt quá chúng ta khờ khạo mang đến phúc báo cho thôn lúc trước lý trưởng không làm sai chính là nên đi chỗ khác tìm một tên ngốc làm người giữ thôn đúng phụ thân tiểu nha đầu hô chạy cảm giác hắn càng giống người thủ thôn chu văn thiên hắn kỳ thật muốn nói cho đối phương biết thầy bói nói chuyện đều là vân sơn vụ bao lừa dối đừng coi ra gì đổi thành mình là thầy bói nhìn đãi ngộ người thủ thôn nhận được cũng phải nói như thế này người thủ thôn mình là người thủ thôn lợi hại thôn này cương nhiên biết nuôi kẻ ngốc chu văn thiên đột nhiên hiểu được thân phận địa vị của mình thôn bình thường phải có một kẻ ngốc các loại nguyên nhân tạo thành chính mình lại là từ địa phương khác cho mang về thôn dùng chính mình đến giáo dục thôn dân người thủ thôn là cái gì thủ nhất thôn chi lương thiện định bách hộ chi đức hạnh hộ nhân tính chi giới hạn một thôn từ người lớn đến trẻ con biết đối xử tử tế với một kẻ ngốc như vậy sẽ không xuất hiện thôn bá cả thôn hảo hảo nuôi một tên ngốc nói cho hài tử phải đối tốt với tên ngốc bồi dưỡng kỳ thật là đức hạnh thôn như thế ai dám chơi bời lêu lỏng làm thôn bá đánh không chết ngươi mình trở thành cột mốc vì vậy người dân trong thôn đã nuôi mình bằng phương thức mê tín phong kiến như vậy ta liền hảo hảo cho thôn này làm một cái thủ thôn nhân đi đời này nhận lời đạo dứt khoát bạn đang nghe tại truyện chấm audio ăn thịt ăn thịt ăn thịt cá hôm nay nhờ phúc ngây ngô người nấu ăn giỏi nhất trong thôn chỉ huy mọi người làm một bữa tiệc nước chủ yếu là các loại thịt cá cả thôn đang chúc mừng người thủ thôn thông suốt biết cách câu cá. Người quan trọng hơn cá, người giữ thôn là mọi người cùng nhau nuôi lên, ngày thường làm việc nhiều, có khí lực. Trước mắt đầu ốc tự hồ cũng dễ sử dụng, đáng giá chúc mừng, ăn cơm, không làm việc nữa. Các thôn dân đều rất vui vẻ, duy chỉ có Chu Văn Thiên buồn bực, các ngươi làm cá không chiên một chút a. À. Ngoài trừ hấp, những thứ khác bất quá dầu sẽ tỉnh a, à, các ngươi cũng không biết nấu, cả sống cái này các ngươi dám ăn, ta sợ có ký sinh trùng. Về phần cho mù tạt, tỏi, giấm chua gì đó, căn bản không có tác dụng, bệnh viện oa quốc người ta, loại ký sinh trùng này là nhiều nhất. Như thế cân nhắc, chu Văn Thiên chuyên môn ăn chính, trước kia hắn ăn sống đều là tự mình làm, hắn có phòng thí nghiệm, hắn có thể xem tình huống thịt. Lương thực mùa hè năm nay giao rồi, thợ thủ công trong thôn phải đi làm, ít nhất một tháng. Lúc ăn cơm có người tâm tình không tốt, thợ thủ công trong thôn phải rời đi công việc trong thôn bị ảnh hưởng kiến trung đô không đi không được trừ phi bỏ ra tiền tài có người khác thở dài một tiếng bây giờ nói là dùng hồng vũ thông bảo cũng không biết đại trung thông bảo có được hay không thôn hạ khâu chúng ta là do trấn hoàng trì quản lý phía trên còn có tuyên thành và ninh quốc phủ cách ứng thiên phủ gần không biết là phúc hay họa mặc kệ hắn dù sao cũng thu hoạch lúa giao xong lương thực mùa hè những chuyện khác liên quan gì đến chúng ta? chúng ta ở đây là đương đồ ăn tiệc lưu động, Chu Văn Thiên được an bài đến bàn đầu tiên, hắn là người thủ thôn, được đãi ngộ quy cách cao, cho dù hắn là kẻ ngốc. những người khác đang ăn nói chuyện phím, hắn liền nghe. lập tức hắn đã biết vị trí của mình, Ninh Quốc phủ, tuyên thành phủ trị sở sau đương đồ huyện, hoàng trị trấn, hạ khâu thôn. cái này không đúng a, à, thị trấn hoàng trị có làng hạ khâu không? vậy làm sao hắn tới được đây? Sách lịch sử cổ đại sao lại không thể viết chi tiết? Được rồi. Mặc kệ hắn xưng hô vấn đề, nơi này tự hồ cách Thanh Sơn rất gần. Vậy thì vị trí đồi núi phía bắc huyện Đồ, thị trấn Hoàng Trì chính là chỗ của mình. Là Minh Triều, hơn nữa còn là Minh Sơ, Minh Sử nói như thế nào? Không có gì. Giới thiệu quá đơn giản, một chút tác dụng cũng không có. Bất quá địa phương có đồ tốt, sử sách minh triều chưa giới thiệu đặc sản địa phương nhưng đường triều giới thiệu điểm ấy chu văn thiên có quyền lên tiếng ta biết mình hiện tại đang ở minh triều ta tra tư liệu minh triều ta không dễ tra ta chẳng lẽ không thể tra cái khác ta tra tình huống địa phương đường triều tuyên châu tuyên thành quận vọng cống bạc đồ đồng khỉ bạch kỳ thảm đỏ đầu tơ nâu thỏ huỳnh giấy bút dự phòng hoàng liên lục thanh cái này không xong việc sao? đương nhiên trong sử sách viết chính là bạch dương ninh, đây là tư liệu làm người bình thường cũng không hiểu được sửa chữa, chính mình biết là bạch dương là được rồi, chính mình nhưng là tiến sĩ học vị không có gì khó khăn a? À, liền xem có muốn đi lý giải phân tích hay không, nguyện ý tốn chút tâm tư liền có kết quả, đơn giản như thế. như vậy trong đó có một vấn đề, bạc này là chỉ bạc kim loại, trữ lượng bao nhiêu, chôn sâu bao nhiêu? tình hình huyện đương đồ thế nào nhớ lại một chút sách mình đọc trong thư viện huyện đương đồ còn có mỏ vàng hơn nữa chôn sâu rất nông phẩm vị rất cao mặt khác có mỏ sắt cái này không cần phải nói bản đồ dựa theo bắc thượng nam hạ mặt trên chính là thành phố mạ an sơn xung quanh còn có mỏ than tức là đem mỏ sắt đào mỏ than đào là có thể trực tiếp luyện thép thì ra ta là ở đương đồ huyện hoàng trì trấn phía bắc vị trí kế bên thanh sơn khu bảo tồn đã hiểu biết chỉ cần địa phương là có thể ta ngẫm lại địa phương có cái gì đặc sản còn có tình huống giao thông thủy văn tương đối tốt chu văn thiên tâm tình vui vẻ vừa ăn vừa nhỏ giọng than thở hắn giờ phút này trong đầu các loại huyện chí bản đồ đoạn đại sử tất cả đều xuất hiện đây mới là nội tình của hắn hắn đột nhiên thả lỏng tâm tình vui vẻ ai còn không có chút bản lĩnh a à, người quản lý thư viện của tôi cho không kế tiếp xem ta đã các ngươi chiếu cố như thế ta cái này thủ thôn người ta liền cho các ngươi một cái thủ thôn người ta đem cái thôn này cho ngươi thủ thành thiên hạ đệ nhất thôn tôi có vài học vị tiến sĩ tôi kế thừa và phát huy hàng trăm tỷ tài sản lúc trước tôi có hàng chục tỷ tiền mặt tôi có bao nhiêu doanh nghiệp tôi còn không hiểu nổi một thôn của anh được thôn cho ta một giọt nước ta sẽ trả lại thôn một mùa xuân đúng như suy nghĩ chu văn thiên dùng sức vung nắm đấm một cái lập tức. Hắc hắc. Hắc hắc. Được, ăn ngon lắm. Hắn kịp phản ứng, mình bây giờ là kẻ ngốc thiết lập, muốn tiếp tục kiên trì, đã muốn diễn trò diễn trò kẻ ngốc, chúng ta tập trung một chút, phải chuyên nghiệp a. À? Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, sang năm ngươi 16, như thế nào cho ngươi báo đâu. Lý Trường lại sờ sờ đầu Chu Văn Thiên, hai tuổi liền tìm tới, nuôi 12 năm, năm nay 15 tuổi, sang năm liền phân rõ ràng những người khác nghe được Lý Trường nói, trong lúc nhất thời cũng có chút thương cảm, hai tử trưởng thành, làm sao bây giờ? Vì thế các thôn dân vốn nên vui vẻ ăn tiệc lớn lại ưu sầu, đứa nhỏ ngây ngô này tương lai xử lý như thế nào? Hắc hắc! Hắc hắc hắc! Chu Văn Thiên một bộ ngây ngốc phối hợp. Trong lòng hắn kỳ thật đang suy nghĩ, các ngươi cho ta một cái tín nhiệm, chỉ chút địa bàn này, ta mang theo các ngươi xông lên, quá đơn giản, ta có rất nhiều loại phương pháp tôi biết tình hình tài nguyên bản địa tôi còn biết chuyện sang năm tôi có thể mang các anh bay các anh có tin hay không nhưng hắn chỉ có thể đem tất cả tâm tư ẩn giấu đi sau đó cười hắc hắc ứng đối anh khờ ngày mai anh còn dẫn chúng tôi đi bắt cá hôm nay thịt cá ăn ngon thật tiểu nha đầu luộc trứng gà cho chu văn thiên chạy tới vẻ mặt tín nhiệm cùng sùng bái nhìn hắn nói cá bắt cá hắc hắc ngày mai bắt nga 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 chu văn thiên cười với tiểu nha đầu nước mắt đảo quanh hốc mắt tiểu nha đầu vui vẻ xoay người chạy đi tìm đồng bọn khác báo cáo tin tức tốt này bữa trưa kết thúc kỳ thật chính là bữa cơm cuối cùng của ngày hôm nay mọi người ăn thời gian dài không có bữa tiếp theo càng nhiều hài tử vây quanh ở bên người chu văn thiên lớn tuổi hơn hắn hiện tại muốn làm việc khác chỉ có nhỏ tuổi hơn hắn mới có thể cùng hắn chơi đùa một đám tiểu hài tử có thể cùng một kẻ ngốc chơi đùa Đồng thời còn không mang theo kỳ thị, chính là nói rõ trình độ gia giáo của thôn. Vẫn là 22 hài tử, bọn họ tụ tập ở bên người ca khờ khạo, muốn cho ca khờ khạo mang theo đi câu cá. Ha ha. Chu Văn Thiên sắm vai nhân vật, chào một tiếng ra bờ sông. Bọn nhỏ dựa theo phương thức thao tác lúc trước kéo cá lên bờ, Chu Văn Thiên lại ngơ ngác nhìn mặt sông. Hắn giờ phút này không cần cá, hắn đang suy nghĩ làm sao lừa dối người trong thôn, không không phải lừa dối, là đền bù tổn thất bồi thường đem người lưu lại. Hiện tại kiến Trung Đô, nơi đó cuối cùng cũng không xây xong, còn liên quan đến vấn đề chán thắng, giết rất nhiều người. Người trong thôn nếu là đi qua, cuối cùng có thể sống sót không? Ta phải nghĩ biện pháp, đem người lưu lại, đừng đi, đại thế ta không thay đổi được, tỉ như thường ngộ xuân chết, chậm, để cho ta sớm vài năm ta có lẽ có thể đi thay đổi. Chu Văn Thiên sau khi biết rất nhiều tình huống, bắt đầu quán thông dung hợp, sau đó biết có chuyện hắn không sửa được. Hắn cũng không biết thường ngộ xuân chết như thế nào, nói là đột nhiên liền chết, đó là tình huống gì? Cụ thể không có A. Chương không bốn Nhiều phiên kế hoạch ngày sau dài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi bắt được một con lớn. Của ta cũng sắp rồi. Ngày mai lại có cá ăn. Tiếng hoang hô của bọn nhỏ thỉnh thoảng vang lên, Chu Văn Thiên lại nhíu mày. Hắn nhớ lại ghi chép trong sách, phương diện điền phú bình thường giao, phàm là thuế quan điện mẫu năm thăng ba hợp năm muỗng, dân điện giảm hai thăng, nặng thuê điện tám thăng năm hợp năm muỗng, không có quan điện một đấu hai thăng. Quan điện thuộc về nhà môn ruộng đất cùng ban thưởng cho quan viên ruộng đất, dân điện thuộc về dân chúng bình thường, thuê lại ruộng đất chỉ hoàn cảnh địa phương tốt, mẫu sản lượng cao, thu liền nhiều, không có quan điện thì là đem quan viên thu thập, phạt không ruộng đất. Người trong thôn, mỗi mẫu cấp cho quan phủ 3 lít 3 hợp năm muỗng lương thực. Phục lao dịch bình thường một người một năm phải đi ra ngoài làm 30 ngày, ruộng một khoảnh xuất đinh phu một người, không kịp khoảnh thì lấy hắn điền túc chi. Một khoảnh bằng 100 mẫu, có 100 mẫu đất xuất hiện một người, không đủ 100 mẫu thì làm sao bây giờ? Dễ làm, người khác có nhiều, tính trên người ngươi, sau đó cho ngươi tiền lương. Điền nhiều đinh ít người, lấy tá điền làm chồng mà điền chủ ra gạo một thạch tư bản dùng. Không phải tá điền mà tính mẫu người xuất phu, mẫu gạo hai thăng năm hợp. Một mẫu đất bổ sung cho người hai thăng năm hợp, trong thôn không muốn phái người đi lao dịch, như vậy cũng phải một mẫu đất lấy ra lương thực hai thăng năm hợp. Nhiều hơn một chút, vượt qua phải giao phú, rất đắt, người bình thường luyến tiếc, tình nguyện đi làm việc. Sau này người trong thôn không thể đi phục vụ, chậm trễ thời gian, ở bên ngoài làm cu liên nguy hiểm. Chu Văn Thiên tính toán, ánh mắt chuyển hướng các bạn nhỏ. Bọn nhỏ vẫn hưng phấn câu cá như trước, đối với bọn họ mà nói, có một loại vui sướng thu hoạch. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cá còn có thể câu như vậy, dây thừng thắt mấy nút, buộc dùng đất, châu chấu ném vào trong nước thì có cá cắn. Trước kia bắt cá trực tiếp xuống nước dùng tay, hoặc là giỏ trúc đặt ở trong nước, nắm chắc thời gian dài cũng không bắt được mấy con. Tầm mắt Chu Văn Thiên lại chuyển hướng sang bên cạnh bờ sông có một lượng lớn tử tô, mắt thấy lần lượt thành thục, cùng thời gian thu hoạch lúa nước trên lệch không lớn. Hắn suy nghĩ một chút, quá khứ ở bộ vị rễ bắt đầu bẻ. Tiểu nha đầu luôn nhìn chầm chầm chu Văn Thiên, thấy đối phương bẻ côn cỏ, tò mò. Muốn, hắc hắc, ta muốn. chu Văn Thiên tiếp tục chia tay. Anh khờ, bẻ mệt, dùng liềm cắt không được sao. Tiểu nha đầu nhắc nhở. Hả? Hắc hắc, đào, liêm đào, hắc hắc. Chu Văn Thiên gật đầu. Tiểu Nha đầu chạy lên trên. Em đi lấy cho anh. Em cũng đi, em giúp anh khờ khảo. Một năm hài tử khác không câu cá. Những đứa trẻ khác phát hiện mình câu cá ít, chạy theo lấy liềm, câu cá nhiều không nở cá. Không lâu sau, đội ngũ chia làm hai nhóm, câu cá, cắt tử tô. Có người lớn rảnh rỗi, phát hiện đứa nhỏ về nhà lấy liềm, đi theo xem tình huống, thấy ngay ngô cắt tử tô, liền cùng nhau hỗ trợ. Vào buổi tối, làng thu hoạch được một đống cá và một bó tía tô. Tử tô dịp bình thường trong thôn có người dùng, lúc hấp đồ lót phía dưới, thỉnh thoảng làm cá cũng thả. Những phương diện khác người bản địa cũng không rõ ràng lắm, không giống Tây Bắc chi địa, nơi đó người trồng nhiều lắm, lấy ra ép dầu ăn. Chu Văn Thiên cười hắc hắc túng túi hạt tử tô xuống, chờ hông khô rồi dùng đồ nghiền hạt sẽ rơi xuống. Người trong thôn có người thu dọn cá, giữ lại ngày mai ăn, có người cùng hái lá, hái hạt giống. Ngốc nghếch, thân cây cho ta, ta nhóm lửa. Có người định đem thân cây hồng khô làm củi. À, Chu Văn Thiên sửng sốt, chính mình vất vả làm thuốc, người muốn đốt. Không, không đốt, ta muốn, hắc hắc, muốn, ân. Hắn dùng sức lắc đầu. Được, cho ngươi giữ lại, hạt này lấy ra ăn đối phương không cùng kẻ ngốc đoạt đồ, hắn làm ra mấy hạt, ném trong miệng nhai. Dầu, ăn dầu, hắc hắc. Chu Văn Thiên tâm mệt mỏi duy trì nhân thiết. Một người bên cạnh nói tiếp. Ta biết rồi, giống như ép dầu hạt cải, dầu này ăn ngon không? Ngây thơ là đem hạt tí tô trở thành hạt cải dầu. Mặc kệ nó có ăn ngon hay không, ép cho thằng khờ một lần, hạt có thể ăn, dầu có thể ăn. Lý trưởng tới rồi, người thủ thôn muốn thử phối hợp thử có thể ăn không phải là nhiều dầu sao tử tô tùy tiện tìm một chỗ ném hạt giống là có thể lớn lên không phí đất không cần quản trước khi thu hoạch lúa nước khai liêm mỗi ngày chu văn thiên đều dẫn bọn nhỏ đi tìm việc làm cá tiếp tục câu bông vải không cần hắn xử lý thôn dân tự mình dệt chỉ dệt vải trước mắt hắn không nghĩ ra làm thế nào để thiết kế ra mấy dệt vải tốt hơn dù sao cũng phải tìm một lý do trước mắt hắn đang cố gắng tìm dược liệu, bản địa có thương thuật, bán hạ, kết ngạnh, minh đảng tham. Rất nhiều thứ trước mắt trên sách y học không ghi chép, hắn phải tự mình bào chế tốt, cho các thôn dân dùng. Một số bệnh nhẹ gì đó, thôn dân không cần đi thị trấn hoặc thị trấn tìm y quán trị liệu, chậm trễ thời gian đi đường, còn phải tốn tiền. Hắn dự định có thời gian đến địa phương chung quanh đi dạo, chuẩn bị dược liệu trở về, còn có những thứ tốt khác người khác không coi trọng khoa học kỹ thuật chính là sức sản xuất, tri thức thay đổi vận mệnh. Chu Văn Thiên vừa thu củ cải, vừa than thở. Bản địa không có loại thuốc chống gió này, nổi mẫn hoặc dị ứng da, đun nước trà là có hiệu quả, còn có thể uống. Các bạn nhỏ cũng hái theo, không cẩn thận ngón tay đều đâm trách, bỏ vào miệng mút một cái, tiếp tục làm việc. Mấy ngày gần đây bọn họ ăn rất ngon, có cá, còn có thỏ, gà trúc, chuột trúc bắt được, địa phương có rừng trúc, chuột trúc ngoại trừ ăn một ít cũng nuôi không ít trúc không thiếu lấy trúc cùng rơm trà thu hoạch xong đúc đúc mập mạp thì có càng nhiều thịt ăn chờ ăn xong thịt còn có thể còn lại một tấm da tốt anh khờ sang năm chúng ta trồng tử tô a dầu tử tô ăn ngon tiểu nha đầu đem đầu ngón tay bị đâm thủng từ trong miệng lấy ra ánh mắt sáng ngời chu văn thiên nhìn đối phương trải qua thực bổ khí sắc tốt hơn nhiều ăn thêm hai tháng tóc sẽ không khô vàng như vậy. Hắn tính toán tốt, sang năm thành quy mô trồng tử tô, đem trồng gai đất chia ra một nửa, một nửa khác trồng bông vải. Dựa theo quy định của Chu Nguyên Chương, có 5 mẫu đến 10 mẫu đất, phải trồng dâu, gai, bông mỗi loại nửa mẫu, 20 mẫu đất thì các loại một mẫu, cứ như vậy mà suy ra. Cái nào không trồng, như vậy thì cần cái nào giao ra một tấm vải. Hắn sẽ không muốn đem tê đơn độc chiếm diện tích trồng trọt, dựa vào cái gì hắn chuẩn bị sang năm lúc trồng lúa nước thì trồng đây có thể nhiều loại không ít ruộng gai lúc trước liền trống không về phần tê dại cái này không cần sang năm năm nay liền trồng mùa thu trồng sang năm thu cái gì cũng không chậm trễ tiểu nha đầu không biết anh khờ tính toán một chút chuyện nhỏ liền làm cho nàng vui vẻ không thôi nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời chờ bọn nhỏ trở về nhà người trong thôn mài liềm sọc nhỏ bị hư hỏng cũng phải vá lại thu hoạch lúa xong bọn nhỏ đi qua nhặt bông lúa. Gần đây thức ăn ngon, người trong thôn tích góp đủ khí lực, chuẩn bị làm một trận lớn rồi nghỉ ngơi. Chu Văn Thiên nghe thôn dân tán gẫu sau khi thu hoạch lúa xong nghỉ ngơi, cười hắc hắc hai tiếng, cân nhắc chờ bọn họ biết còn phải làm việc, bọn họ có thể điên mất hay không. Có mình ở đây, sau khi thu hoạch lúa xong đánh lúa muốn thoải mái. Mơ đi. Còn phải kiếm chút thịt bổ sung cho mọi người, không có dầu thì không có khí lực, còn phí chủ lương buồn người hắn lắc đầu hướng lý trưởng gia đi đến chờ ăn cơm xong hắn muốn về thổ địa miếu ngủ ngẫm lại sự tình chương không năm lúc nào chỗ nào là nông nhàn bạn đang nghe tại truyện chấm audio thời gian thoáng cái đã đến lúc thu hoạch lúa nước cả thôn cùng ra trận từng mảng lúa nước bị đổ xuống lại dùng rơm rà vặn một cái vặn thành dây thừng buộc thành bó đứng trên mặt đất mọi người giúp đỡ lẫn nhau có chỗ tốt của người giữ thôn chính là đoàn kết. Ba ngày sau, tất cả lúa nước thu hoạch xong, phải đặt xuống đất, tìm người trông coi. Lúc này Chu Văn Thiên tìm đòn gánh, một đầu treo hai bó, đi về phía cốc trường phơi nắng. Ngốc nghếch, không cần chọn đi, trước tiên thả xuống đất, phơi nắng, chờ nước phơi ra ngoài một chút rồi dọn đi. Lý Trường Đường đến trước mặt Chu Văn Thiên ngăn cản. Không, chọn, trồng, trồng trọt, hắc hắc. Chu Văn Thiên sốt ruột nha. Không trồng, sang năm lại trồng, năm ngoái cứ như vậy, cậu quên rồi à? Trồng, trồng cải dầu, nhanh, phải nhanh. Ừ ừ, Chu Văn Thiên nói xong vòng qua, bước nhanh hơn. Trồng cải dầu. Trong dài, có thể trồng không? Thôn dân nhìn mà tò mò. Đất bên cạnh không phải trồng rồi sao, sang năm thu hoạch, đất lúa này còn có rơm. Lý Trường rối rắm, chủng vẫn là không chủng. Lý trưởng, người giữ thôn nói trồng, chúng ta liền thử một chút. Ta phát hiện ngay Ngô giống như biến thông minh, dầu tử tô cũng rất thơm. Một thôn dân khác cho rằng nghe lời người trong thôn là không sai, khờ khảo chưa bao giờ hại người. Lý Trường nhìn ruộng lúa, khẽ cắn môi. Trồng, năm nay mệt, sang năm thu hoạch thêm một mảng lớn cải dầu, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Liêu mạng, trồng, khờ khảo bảo trồng cải dầu, mọi người chọn lúa đi phơi thóc những người khác hô các thôn dân giữ vững tinh thần làm việc không phải là vất vả nhiều một chút sao mua hạt giống mua hạt cải dầu hạt giống không đủ lý trường thét to trong thôn mọi người trồng cải dầu lấy hạt ép xong dầu chỉ để lại hạt giống năm sau trồng trước mắt một mảnh đất lúa lớn như vậy hiển nhiên không đủ dùng ngày hôm sau mọi người rốt cục đem toàn bộ lúa nước đến bãi phơi nắng phơi nắng một đám mệt đến đi không nổi đường chu văn thiên đồng dạng mệt mỏi chỉ là hắn thân thể tố chất tốt người trong thôn dù là chính mình ăn không đủ no cũng sẽ không bảo hắn đói đến thôn dân trở về ăn cơm chu văn thiên đi theo một người ngốc nghếch anh đến nhà tôi ăn cơm đồ ăn nhà tôi không ngon bằng nhà lớn đối phương cười hỏi anh hắc 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 chu văn thiên chỉ cười ngây ngô hai người cứ như vậy đi nhà đối phương đối với sân nhà phương gia bày không ít trúc, bên cạnh còn có công cụ dùng trúc trách, là một thợ dệt. Một nhà năm người, có bàn làm bằng trúc, mọi người ngồi vây quanh. Cơm là gạo năm ngoái, làm việc mệt mỏi, ăn cơm khô, cộng thêm dưa muối và mấy miếng cá muối, cá vẫn là bọn nhỏ câu. Chu Văn Thiên trong bát bị bỏ thêm hai miếng thịt cá, hắn cũng không cự tuyệt, liền ăn hết một chén cơm, đối phương muốn cho hắn thêm cơm, hắn dùng sức lắc đầu, xoay người chạy ra bên ngoài, lấy thanh trúc được phân xong khoa tay múa chân. Một lát sau, thợ dệt theo sau. Ngốc nghếch, người muốn đang trúc khí. Hắc hắc. Miếu, ngủ đi, trên đài dậy, dậy rồi. Chu Văn Thiên rốt cục tìm được một biện pháp đến giải thích mình vì sao biết đồ vật, sơn thần trong mộng dậy. Ai u, sơn thần báo mộng cho ngươi. Mơ thấy cái gì? Người này tin. Chu Văn Thiên cầm lấy một đoạn trúc vẽ trên mặt đất, phát họa, hắn vẽ sọc cua. Phía dưới có một cái bụng lớn, ở giữa có một cái cổ, phía trên mở miệng, vị trí mở miệng có nang trúc từ ngoài vào trong thuận một vòng. Thứ này dùng để bắt cua dùng tốt, lúc cua bò vào nang trúc là thuận theo, nghĩ ra là có hại. Quả nhiên là sơn thần giáo. Người này càng tin, người giữ thôn là một kẻ ngốc, muốn dạy kẻ ngốc vẽ tranh, người bình thường không được. Chu Văn Thiên tiếp tục cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, biên, cá thối bỏ vào, cua. Được, tôi biên. Người này nghiêm túc gật đầu, cầm lấy dụng cụ bắt đầu biên soạn theo bản đồ. Chu Văn Thiên đi theo bên cạnh cũng cầm lấy đồ học, trước mắt thu hoạch lúa nước sông, chính là thời điểm ăn cua. Gần đó có sông, dân làng cua không dễ bắt, bắt ít ăn một miếng cũng vô dụng, không có dầu. Phải là người có tiền mới nguyện ý nếm thử, bán cho bọn họ. Bắt cua xong đi thị trấn, sau khi bán đi mua thịt ăn, phải làm việc nhiều ngày. Thợ dệt đang ba cái, chu Văn Thiên nửa cái, đầu ngón tay còn rạch một lỗ nhỏ. Ta sẽ tìm thêm hai người. Sau khi thợ dệt thuần thục, quyết định gọi người có thể đang nàng trúc trong thôn tới, mọi người cùng nhau đang. Hai ngày sau, người mệt mỏi vì thu hoạch lúa, chọn lúa, phơi lúa hơi bình tĩnh lại một chút. Bốn trăm cua đặt bên cạnh sân phơi, dân làng bỏ nội tạng cá mà bọn trẻ câu vào, phân tán ra, ra bờ sông thả. Bên trong đang chuẩn bị đồ đạc, sáng sớm ngày mai dẫn người thừa trong thôn la xe đi tuyên thành, Ninh Quốc Phủ trị sở, nơi đó có nhiều người có tiền. Chu Văn Thiên muốn đi theo, hắn cần vào thành xem giá cả và đồ bán, tư liệu nhớ nhiều, không bằng tận mắt nhìn xem. Mục đích chủ yếu là tìm cơ hội kiếm tiền, người trong thôn trồng cải dầu sông, không thể nhàn rỗi, anh cho rằng đó là lãng phí sức lao động. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, người trong thôn cầm đèn lồng đi lấy sọt cua. Có mấy người không biết đi đâu, những người khác vẫn còn. Có sọt cua bên trong trống không, có chỉ có một con, xem vận khí. Từng con cua được lấy ra, thôn dân dùng dây rơm rạ buộc chặt theo biện pháp học được trong mộng của người thủ thôn, tránh cho móng vuốt rơi xuống. Tổng cộng 2050 con cua, xếp đầy xe, thôn dân tự mình không ăn, sọt cua vẫn còn, tiếp tục thả xuống sông. Nếu lô này bán được tốt, xe trở về lại đưa vào thành phố, đổi thịt ăn mới đáng nghiền. Trời tờ mờ sáng, chuẩn bị xuất phát, tiểu nha đầu chưa từng đi qua Tuyên Thành khóc lóc muốn cùng đi, cuối cùng ca khờ khảo của nàng có tác dụng, nàng thành công. Từ thôn Hạ Khâu đến Tuyên Thành, có gần trăm dặm đường, cũng may thuộc về khu vực đồng bằng. Hai con la kéo xe, đại khái khoảng trưa có thể đến. Tiểu nha đầu cao hứng, liếu riếu nói không ngừng chu văn thiên thì lát nữa rưới chút nước cho đám cua cua chết sẽ không đáng tiền con trai lớn của lý trưởng đánh xe lý trưởng hiếp mắt nghỉ ngơi thỉnh thoảng mở ra cười nhìn người giữ thôn người thủ thôn không nuôi uổng phí luôn có thể mơ thấy bản lĩnh sơn thần giáo nghĩ đến ruộng lúa trồng cải dầu có thể được mùa đợi năm sau thu hoạch chính là kiếm không một đống tiền a à, nhiều cải dầu như vậy ngày lành đến rồi nghĩ vậy anh hỏi ngốc sang năm cải chip nhỏ kiếm được tiền, em muốn mua gì? Anh mua cho em. Mà, hát, 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 ma, hắc hắc hắc, chủng ma. Chu Văn Thiên bắt được cơ hội, vội vàng nói. Hạt giống gai không cần mua, trong thôn có. Lý Trường cười khoát tay. Cùng trồng với cải chip nhỏ. Chu Văn Thiên hai tay luân phiên khoa tay múa chân. Cải chip nhỏ, ma, cải chip nhỏ, ma, hắc hắc. Cùng trồng à, một hàng cải dầu, một hàng gai. Hai hàng có thể đặt chung. Lý trưởng hiểu, ngược lại càng giật mình, có chuyện tốt như vậy. Có thể trồng mà nói, còn lưu lại cái gì đơn độc trồng gai a? À? Miếu, miếu, trong mộng, thuê trâu, đất, ân, đất lên, đi xuống. Ân ân. Xây luống. Thuê bò của người khác để xới đất. Ồ, như vậy à, quả thật phải dùng tiền thuê bò, người làm không nổi. Lý trường ngộ Nhớ tới lún phải cày cấy, đó là ruộng lúa thu hoạch xong, có lúa ở đây, người làm sao bận rộn được. Đứa con trai lớn đánh xe của ông ta đột nhiên lên tiếng. "Cha, chiếu theo cách này, sau khi cấp trên biết, chúng ta có thể biến thành ruộng thuê lại hay không?" Con trai ông ta chỉ thuê lại ruộng thu nhiều điện phú, địa phương một năm hai lần, giao liền nhiều, tăng gấp đôi còn nhiều. Thông mình liên tục trồng trọt, còn trồng trọt, sau khi cho người ta biết được, có thể buông tha sao? Lý Trường nhắm mắt suy nghĩ, đợi đến khi mở ra thì lắc đầu. Ít nhất chúng ta cũng kiếm được trước, ruộng lúa liền trồng, súc vật không đủ dùng, đều trồng, thuê ai đi. Đúng, hắc hắc hắc. Chu Văn Thiên kỳ thật muốn nói nhiều hơn, giúp Lý Trưởng cẩn thận phân tích. Thứ đồ đần bán cô thiếu tính tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Con la kéo xe đang cần cù chăm chỉ chạy chậm, trong ruộng hai bên đường chất đóng lúa nước có nông dân đã bắt đầu cho lúa nước tách hạt giao ruộng thuê không thể mang rơm rạ bọn họ có người ở bãi phơi nắng lấy gông đánh liên hoàn bóp 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 có người dùng giường lúa mấy cái giá gỗ người cầm phía sau lúa nước đánh lên trên hạt lúa liền rơi xuống chu văn thiên nhìn thở dài quá mệt mỏi thôn mình có sông trở về làm xe nước còn kịp không nếu thật sự không thể dùng tre và gỗ làm máy tách hạt chân đạp người thân trong thôn sẽ tiết kiệm thể lực và thời gian ngu ngốc, nằm ngoái đánh lúa, đều là người đánh nhiều nhất, người khí lực lớn. Lý Trường nhìn người khác tách hạt lúa nước, khen ngợi ngay ngô. Hắn giờ phút này căn bản không biết hắn thủ thôn người sẽ cho thôn mang đến dạng gì thay đổi, càng không rõ ràng lắm hắn thủ thôn người lợi hại đến cỡ nào trình độ. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy đến giữa trưa, người và xe trên đường dần dần nhiều lên, xa xa, cửa thành đang nhìn. Bánh nhà bếp, bánh nhà bếp một đồng tiền một cái bánh nhà bếp lớn cơm cá muối một văn tiền một chén cơm cá muối thêm bún thịt hai đồng đầy một bát lớn người bày sạp xuất hiện gánh vác trọng trách ở bên đường chờ đợi rao bán tiểu nha đầu tò mò nhìn đồng thời nuốt nước miếng chu văn thiên không có cảm giác gì hắn hoàn toàn không thích ăn hơn nữa phải dùng tiền mua ăn cơm ăn trước rồi vào thành lý trường chào một tiếng lấy ra một cái túi vải tiểu nha đầu nhận lấy thuận tiện còn dùng thịt cá chiên khô bằng dầu tử tô chu văn thiên lắc đầu cự tuyệt bán chết không cần ừ ừ đúng trước đem cua bán đi lý trưởng cũng không ăn sợ chậm trễ sự tình xe đi về phía trước đến cửa thành thủ môn quân sĩ lại đây kiểm tra vừa nhìn rất nhiều cua liền hỏi ngư dân chu văn thiên không ngừng khoác tay ngư dân không được, ngư dân cần nộp thuế, 30 thuế một đâu. Chúng ta giao điền phú. Lý trưởng Nhi tử nói theo. Lý trưởng lấy ra văn kiện chứng minh, tức lộ dẫn, hắn là lý trưởng, có thể mở chứng minh, mở cho mình. Quân sĩ kiểm tra một phen, khoát tay, có thể đi vào. Đi ngang qua cửa thành, xuất hiện đường phố, rất nhiều nhà trệt, tiểu nha đầu vẫn chăm chú nhìn như cũ, lần đầu tiên đi xa nhà chu văn thiên đang cân nhắc có thể bán sĩ chút giấy tuyên thành đi nơi khác bán hay không tuyên thành có người không rõ ràng lắm nói giấy tuyên thành liền hiểu chính nơi này sản xuất giấy vàng danh thiên hạ trước đây lúc luyện thư pháp và hội họa anh mua không ít làm thủ công chính tông thật đáng quý ngược lại cơ chế rẻ lý trường biết đường đi thẳng đến chợ đến nơi tìm những người bán cua khác xem giá cả không dựa theo trọng lượng mà tính luận cái lớn nhỏ bất đồng được cái khác nhau, giá cả sẽ không giống nhau Lý trường cao hứng Người khác bán cua, bỏ vào trong sọt Cua đánh nhau, có chân đều bị đánh rớt Cua trong thôn dựa theo biện pháp khờ khảo buộc chặt Hỏi mấy người bán cua Giá cả không chênh lệch nhiều lắm Chia làm bốn giá Cua cái lớn một con sáu văn tiền Trung bình bốn văn tiền Nhỏ hai văn tiền Cua được lớn bốn văn tiền Trung bình hai văn tiền Nhỏ một văn tiền Lý trường chuẩn bị phân loại cua Chu Văn Thiên lắc đầu ngăn cản. Phân, tách ra, cho ngươi. Hắn tùy tiện chọn cho Lý Trường 100 con cua, còn lại hắn muốn dùng xe kéo đến vị trí trên dưới 100 mét bên cạnh bán. Lý Trưởng do dự một chút, lựa chọn tin tưởng người thủ thôn, tự mình chia một phần trăm con cua, ngồi sổng ở nơi đó bán. Còn lại ba người đến phụ cận, Chu Văn Thiên đứng ở đuôi xe, nhìn ai cũng cười ngây ngô. Cô bán thế nào? có người mặc quần áo hoa lệ tới hỏi. Tiểu nha đầu vội vàng giới thiệu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, mau mua a, à, mua xong chúng ta sẽ có tiền mua thịt về ăn. Đối phương suy nghĩ một chút, gật đầu. Sáu con lớn của mẹ, sáu con lớn của con đực. Hắc hắc hắc. Chu Văn Thiên cướp cắt dây thừng, chứng minh là còn sống. Người bèn chọn bảy con cái lớn và năm con đực lớn, đưa cho xem, rồi dùng dây rơm buộc lại. Anh khờ sai rồi, anh đưa nhầm một con đực rồi. Tiểu nha đầu nhắc nhở. Không, không sai, từ chu Văn Thiên tiếp tục đưa cho đối phương. Sai rồi, ngươi xem đây là bảy con. Tiểu nha đầu sốt ruột. Không, ta không ngốc. Ha ha ha. chu Văn Thiên một bộ mất hứng. Tiểu nha đầu hé miệng, không dám đắc tội anh khờ khạo, cô nhìn về phía người mua cua. Đối phương mới mặc kệ, có tiện nghi không chiếm hắn mang theo liền nhanh chóng đi bên cạnh nhìn người chuẩn bị mua cẩn thận đánh giá chu văn thiên đồ ngốc a tạ đến bốn con cái lớn sáu con đực lớn có người kêu lên chu văn thiên lại cho đối phương năm con cái năm con đực anh khờ nước mắt tiểu nha đầu sắp rơi xuống tôi mua ba con cái trung bình ba con đực trung bình người bên ngoài nóng nảy nếu không nhanh xuống tay có người đem kẻ ngốc đuổi đi thì làm sao bây giờ? Người mua nhiều, vây xem càng nhiều, tất cả mọi người nói nơi này có một kẻ ngốc, sẽ không phân biệt được cái, thậm chí có đôi khi nghĩ sai lớn nhỏ, đem lớn một chút làm nhỏ một chút bán đi. Vì thế chưa đầy một canh giờ, 1950 con cua đều bị Chu Văn Thiên bán đi. Lớn thì ít, không ít người thích ăn lớn, chợ lớn bán hết, trung bình bên trong hơi lớn, Chu Văn Thiên liền tiếp tục làm lớn bán chỉ là sẽ giả sai được và lớn nhỏ. Tiểu nha đầu đã khóc, khóc khóc cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trung bình sao lại biến thành lớn? Lớn không phải bán hết rồi sao? Mọi người ra sức tranh nhau trả tiền mua. Chu Văn Thiên lần này là thật phát ra từ nội tâm cười, toàn bộ bán đi, hơn nữa một chút cũng không bồi thường, ân. Hẳn là kiếm được khoảng 5%. Trưa rồi, cô không bán nhanh, phải ở lại ngày mai tiếp tục bán chờ nóng chết, buồn chết thì không đáng tiền. Con trai lớn của lý trưởng cũng nhìn đến choáng váng, hắn là nhìn đến choáng váng, không phải thật ngốc, hắn kịp phản ứng, ngây ngô gạt người. Người khác đều coi hắn là kẻ ngốc, con cua này lớn nhỏ không cố định, cảm giác ngây ngô bồi thường, trên thực tế lấy nhiều tiền. Hắn đến chỗ phụ thân xem hai lần, liền bán hai mươi con, bên này toàn bộ bán sạch. Hắn đi qua tìm phụ thân nói, đem bên kia còn thừa lấy tới cho khờ khạo người bán, lợi hại nha. Chu Văn Thiên cầm đến tay, cơ hồ trong nháy mắt đã bị người ta mua đi, nhiệm vụ hoàn thành. Lý trưởng cầm 7.920 văn tiền, nhếch miệng. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc. Ba người Chu Văn Thiên. Chu Văn Thiên nhắc nhở Lý trưởng, nên mua thịt, mang lông heo, trở về trong thôn dết. Lợn lông rẻ hơn lợn điều trắng, bốn người xem một chút, chọn một chọn, mua ba con khoảng 200 cân, một cân 6 văn tiền. Hiện tại heo dết không được hơn 70% thịt, nội tạng mập mạp, chiếm tỷ lệ lớn. Đồng thời xương cốt bởi vì chu kỳ sinh trưởng dài, tương đối tráng kiện, cũng chiếm phân lượng. Lại mua dê sống, giá rẻ hơn, tỷ lệ xuất thịt so ra kém heo, kém một mảng lớn. Mua một con dê đực, chọn con to bằng trứng, mua thêm 10 con dê cái, tiền hai con heo. Chu Văn Thiên cười ngây ngô dẫn mọi người đi nơi khác mua đồ mua gia vị, vỏ quế nguyên liệu lớn, mua đường, đường đỏ. Lại cho tiểu nha đầu mua chút đồ ăn vặt, còn lại 1.550 văn, trở về. Thứ nông thôn mầm ra kinh quê nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ba con heo hưởng thụ phúc lợi, chúng nó ngồi xe, 11 con dê chỉ có thể tự mình đi theo xe. Tiền thuê trâu đã có, ba con heo mập, đỡ thêm. Lý Trường ngồi ở trên xe, vỗ vỗ heo bị trói chân heo heo phát ra âm thanh trầm rì. Cha, trong thôn bắt cua, lại có cua còn tới bán. Con trai lớn trong thôn nhớ tới cua sau đó. Tiểu nha đầu ông một cái giỏ nhỏ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, chuẩn bị trở về phân cho bạn nhỏ trong thôn, chính cô chỉ ăn một viên kẹo. Chu Văn Thiên ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía phương xa, yên lặng vì mình mà cảm thấy mệt mỏi. Quá khó khăn, lấy người ngốc thiết lập bán cua, còn không thể bồi thường không thể để người bên ngoài nhìn ra trời hoàn toàn tối đen bên trong thắp sáng đèn lồng đã chuẩn bị sẵn nhưng người chọn trước xe chiếu đường cho la lại lấy ra bánh cùng cá muối khối chia ăn ngoài trừ tiểu nha đầu lúc trước ăn cái bánh ba người khác cơm trưa đều không ăn cha tiền dễ kiếm quá con trai lớn lên liền uống nước lạnh nuốt thức ăn trong miệng xuống cảm khái không thôi lý trưởng trừng mắt liếc qua chỗ nào dễ kiếm nếu không phải là ngốc nghếch ở sơn thần miếu học bản lĩnh, ai biết sọc cu bị như vậy. Ngốc nghếch ngươi ăn nhiều thịt cá. Chu Văn Thiên Hắn mới không muốn ăn nhiều thịt cá, đó là mặn, ăn nhiều cần uống rất nhiều nước. Bất quá hắn phải phối hợp. Này! Ăn, cá. Anh khờ, trở về muôn rồi, anh còn muốn ở sơn thần miếu. Trời dần lạnh, phải đắp thêm chăn cho anh tiểu nha đầu cảm giác được gió ban đêm thổi qua lạnh lẽo nhớ tới tình huống anh khờ khạo ở thần miếu trên núi được thêm ấm áp hắc hắc chu văn thiên quả thật không muốn ở nhà người khác hắn kỳ thật có hai cái ở bên ngoài cư trú địa điểm ngoại trừ sơn thần miếu một cái khác ở thôn tự đường hắn được cho phép đi vào ở ông được mời về sau khi tế tổ và bái thần trong thôn cử hành nghi thức phức tạp anh ta có thể ngủ ở bất cứ nhà nào và ăn ở bất cứ bàn ăn nào. Các thôn dân tin tưởng, canh gác thôn nhân dưỡng tốt, thôn có thể tốt. Giờ hợi chín bốn khắc, xe là mới trở lại thôn, có người chuyên môn nhìn chầm chầm hô một tiếng, mọi người nhao nhao đi ra xem tình huống. Khi nhìn thấy ba con heo mập và mười một con dê, lại nghe Lý Trường nói kiếm được bao nhiêu tiền, còn lại bao nhiêu tiền, tất cả mọi người không buồn ngủ nữa. Ngày hôm sau, Lý Trường dẫn người đến các thôn thuê bò, thương lượng giá cả. Cua quá ít, mới hơn 500 con, trước nuôi một chút, một nhà lấy về mấy con. Trong những ngày tiếp theo, bò thuê được cày cấy. Buổi tối thôn dân lén đánh xe đem sọc cua đặt ở dưới sông bên cạnh thôn khác, buổi sáng lại chạy tới lấy, xếp xe, vận chuyển đến Tuyên Thành. Chu Văn Thiên vẫn làm chủ lực bán cua, thị trường đều biết có kẻ ngốc luôn cho người khác chỗ tốt. Mỗi lần bán được tiền, Chu Văn Thiên đều nghĩ biện pháp tiêu hết. Mua muối, 350 đồng một thạch, mua nồi sắt lớn, mua than đá, mua nông cụ sắt, mua 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 mua. 13 ngày sau, tất cả ruộng đất cày xong, đem bò thuê trả lại, trong thôn lúc này mới lần đầu tiên có một con heo. Nước nóng dùng nồi lớn đun lên, heo buộc chặt đặt lên bàn. Người giết heo cầm đao đâm vào cổ trái heo, tìm về phía trước, xoay thanh đao, rút về phía sau, máu heo phun ra. Người bên cạnh sớm chuẩn bị tốt chậu lớn, trong chậu đựng nước muối ấm, vừa tiếp vừa hướng một phương hướng nhẹ nhàng quấy. Những người khác tưới lợn bằng nước nóng để tẩy lông, ngay sau đó là phân hủy, xử lý nước và rửa ruột. Người lớn bận rộn, trẻ con xem náo nhiệt, chờ ăn thịt. Ba con heo đã thỏa thuận, chẳng phân biệt được đến mỗi hộ, lúc làm việc cùng nhau ăn. Không sợ ăn sạch, Chu Văn Thiên lại mua 10 con heo, trước mắt tiền giữ lại vô dụng trước tiên bồi bổ thân thể cho thôn dân. Ăn một bữa thịt thơm ngon, ba cái đầu heo đặt trên bờ ruộng, dân hương, nam nữ già trẻ xông vào trồng cải dầu và gai. Việc này đồng dạng thương lượng qua, trồng ra đồ vật trong thôn lấy một nửa, tính tiền công cộng. Một nửa còn lại dựa theo tỷ lệ ruộng đất ban đầu của mỗi hộ mà phân phối, ai cũng không thiệt thòi. Cô chuẩn bị bán thêm nửa tháng nữa, kiếm tiền mua bò, sang năm ruộng nước sẽ không cần người kéo cây giá của trâu cày dựa theo kích thước, mức độ khỏe mạnh, tuổi tác, đực cái, đều không giống nhau. Tiện nghi 3.000 văn tiền có thể mua được, đắt 8.000 văn tiền phải xem vận khí. Giờ phút này không phải mùa trồng trọt, giá mua trâu có thể thấp một chút, trâu phải nuôi không, không làm việc, cho chút trơm rạ thân cây ăn. Chờ đầu xuân, cần thêm tinh liệu cho ăn, tăng mỡ cho bò, chuẩn bị công tác. Chu Văn Thiên một lần cuối cùng bán hết cua trong thôn có thêm 26 con trâu cày. Trong đó có 14 con bò bệnh, hắn phụ trách cấp y, tiện nghi a. À. Những người nuôi bò khác không hiểu, hắn lại hiểu được, học vị tiến sĩ ngành chăn nuôi há lại lấy không công. Người khác cho rằng trâu không được, hắn hắc 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 giống như kẻ ngốc nhất định phải mua, tiểu nha đầu phối hợp biểu diễn, khuyên, khóc, cuối cùng giá thấp lấy được. Vì thế trên đài của Sơn Thần Miếu có thêm một cái đầu heo, Lý Trường cảm tạ Sơn Thần gia gia đầu heo này cuối cùng sẽ bị chu văn thiên cùng đồng bọn kho ăn hết lúc này cái chip nhỏ và gai ma trong ruộng đã ra giống nhìn rất khả quan lý trưởng bắt đầu bận rộn tiếp đãi khách nhân thôn hạ khâu lăn qua lăn lại như vậy rốt cục không giấu được người của thôn khác nghi trường à đây là cách nói như thế nào lý trưởng thôn tây hà tới hắn đứng trên bờ ruộng nhìn miêu nghi trường là tên của trưởng thôn hạ khâu trong nhà đứng hàng thứ ba hai ca ca phía trên chết non kỳ thật hẳn là gọi chu tam bất quá đương triều chu là họ quốc chu tam không nhất định là gọi ai đây phùng lão tứ trồng ruộng mà thôi nói cách nào lý trưởng hỏi ngược lại đối phương người đi thôn ta mượn trâu ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng tây hà thôn phùng quý chất vấn thuê là thuê trả tiền lúc thuê chẳng lẽ không nói muốn lật đất phùng quý nhíu mày ai biết ngươi là như vậy lật đất. Thu hoạch lúa xong ngươi trồng cải dầu cùng gai, chậm rồi. Sớm biết, thôn ta cũng học. Sang năm nếu không có thu hoạch, ta nói với ngươi, ngươi nên mắng ta. Lý trưởng mới không tin, có lợi, người khác cảm kích ngươi một chút, bị hố, nhớ ngươi cả đời, hư. Phùng quý xuống ruộng, phải tự mình nhìn xem, để phán đoán sang năm có thể tốt lên hay không. Vừa cẩn thận vừa đi vừa hỏi từ sông chỗ tôi các anh vớt cua bán không ít chứ con sông lớn như vậy sao lại là của ngươi đi về phía bắc còn có trường giang ngươi có viết tên của ngươi lên không lý trường kiên quyết không thừa nhận vớt cua của người khác các ngươi năm ngoái lại không vớt phùng quý chép chép hai cái miệng nhi nghi trường ngươi thôn là gặp được người tại ba thôn ta không có đường phố cũng không có thôn bá thôn hạ khâu ta chỉ có người thủ thôn lý trưởng vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc trước giống trống khu chiên chạy đến các thôn đương nghi thiếp, nói là cầu đến người thủ thôn mới, hiện tại như thế nào? Nhìn thôn của ta, lại nhìn thôn của ngươi, ngươi nên biết như thế nào? Lý trường biểu môi, dân số thôn Tây Hải nhiều hơn thôn Hạ Khâu, chỉ là nơi đó loạn, có người không học giỏi, chuyên môn hãm hại hàng xóm. Hạ Khâu thôn thì là tất cả mọi người hướng một chỗ xử, ai dám trộm gà trộm chó mà người thủ thôn ngây ngô, mắt thấy sắp tới tuổi thành đinh, đêm dòng tố ở sơn thần miếu thông suốt. Trong thôn một đời tiếp một đời nuôi dưỡng người trong thôn, đến thế hệ của mình, ông trời có mắt a, à. lão tổ tông lợi hại a đã sớm nói qua, nếu vô thủ thôn nhân, tất có họa loạn căng. Như thế suy nghĩ, hắn dương mắt nhìn thấy phía trước có một thân ảnh, cũng ngồi xổm trên mặt đất, vội vàng kêu lên: Ngốc! Để bác càng mấy phần chờ đợi chờ năm sau bạn đang nghe tại truyện chấm audio ai chu văn thiên nghe được thanh âm đứng dậy đáp lại hắn tới xem mầm không phải trồng xuống là được phải quan sát tình hình sinh trưởng xem có thiếu phân hay không liên canh liên chủng phân là quan trọng nhất tiêu hao địa lực nên đuổi phân thì đuổi phân đất đai bên thôn thành tính axit nếu không địa phương không thể trồng lúa nước cải dầu gai người dân không biết kiềm chua nhưng lại biết loại cây nào giảm sản lượng. Tiếp theo anh phải xem có sâu bệnh hay không, tìm phương pháp xử lý đất đai để đảm bảo tăng sản lượng và tăng thu nhập cho cải chip nhỏ vào mùa xuân năm sau. Lý Trường bước nhanh hơn, trốn tránh miêu đi tới bên cạnh Chu Văn Thiên. Ngốc nghếch ngươi làm gì vậy? Nhìn kìa. Xanh rồi, hắc hắc. Lúc Chu Văn Thiên trả lời bên ngoài nhìn Phùng Quý. Phùng Quý vừa rồi một ngụm một cái kẻ ngốc hiện tại tuyệt đối không dám đối với hạ khâu thôn thủ thôn người nói không ngừng lời nói, nếu không mạng của hắn sẽ lưu lại hạ khâu thôn. Người thủ thôn của người ta là ngươi có thể giáp mặt nhục nhã. Người ta liều mạng với ngươi. Ngu ngốc. Phùng quý thức thời vụ, cười cùng chu Văn Thiên chào hỏi. chu Văn Thiên đồng dạng cười ngây ngô chào hỏi, không ít trọng người ta Tây Hà thôn cua, đối phương là người tốt. Đứa nhỏ này thật không tội. Phùng Quý giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lý Trường. Lý Trưởng không để ý tới hắn, sờ sờ đầu Chu Văn Thiên. Ngay thơ đói bụng sao? Chu Văn Thiên nâng miệng nhìn mặt trời, lắc đầu. Không, không. Hắn kỳ thật trước khi đến vừa ăn xong, nhìn mặt trời là phán đoán hiện tại có nên ăn cơm hay không, hắn cùng đồng bọn ăn hai con thỏ nướng. Hắn phải nghĩ biện pháp thành lập tổ chức của mình, hai tử cùng hắn chơi đùa là thích hợp nhất hai tử sẽ không hắn tìm cơ hội có thể dậy, ngày thường liền kêu gọi đồng bọn nhóm chơi đùa, chủ yếu là có thể có đồ ăn ngon. Dân làng tuyệt đối không dám nói với con cái. Còn không thể chơi với kẻ ngốc. Đợi đầu xuân năm sau, thu hoạch cải dầu, ép dầu xong, mỗi ngày cho cậu dùng đồ chiên giòn ăn. Lý trưởng giúp Chu Văn Thiên sửa sang lại quần áo. Chu Văn Thiên kỳ thật là từ sâu trong nội tâm cự tuyệt, mỗi ngày ăn dầu chiên, người xác định không phải muốn hại chết ta. Thực tế phản ứng của hắn là Được. Thơm, dầu, ao bùm bùm, hắc hắc hắc. Phùng quý ở bên cạnh nội tâm là chua xót, hắn hiểu được, cái này chu nghi xấu xa, nói cho mình nghe. Một mảnh đất lớn như vậy vốn trồng lúa nước, hiện tại trồng cải dầu, ngày mai thu hoạch, ai u, ai u, ai u, đó là bao nhiêu dầu canola wow. Còn có tê, cần lại năm đến 10 mẫu ra nửa mẫu đơn độc trồng tê sao hạ khâu thôn giàu có như vậy lao dịch lao dịch nghi trưởng thôn các ngươi còn xuất dịch phu không phùng quý nhận ra một loại tình huống lý trường mỉm cười hai khóe miệng nhếch lên cái kia ách núi cao a thủy núi cao đường xa hành trình gian nguy khí hậu không quen mưa gió không tính khó biết ăn cơm người nhà trông mông Ôi. Chu Văn Thiên mồ hôi toát ra, vừa rồi hắn thấy Lý trưởng tổ chức không nổi từ ngữ, vội quên người thiết lập, nói giúp đỡ. Ân. Phùng Quý trừng to mắt. "Đúng, ngốc nghếch cư nhiên nhớ rõ sở giáo bình thường của ta, được." Lý trưởng hỗ trợ. Hắn cho rằng là sơn thần trong mộng dạy dỗ, cũng không muốn bị người khác biết, toàn bộ chạy tới chính mình thôn sơn thần miếu phân chỗ tốt. "Được, được." từ chu văn thiên phối hợp lý trưởng tiếp tục chuyển hướng sau này thôn hạ khâu không ra lao dịch nữa lấy lương thực bù đắp ai phùng quý thở dài một tiếng hâm mộ ghen tị phàm là có dư thừa tiền lương nhà ai nguyện ý đi lính phục vụ ba mươi ngày không tính trên đường đi xây dựng trung đô sang năm bắt đầu tìm người lúc đi chậm trễ nửa tháng làm ba mươi ngày trở về nửa tháng ở bên ngoài có nguy hiểm hay không có thể bị khi dễ hay không nhân ly hương tiện a à. phùng quý đang khổ sở phải trở về lý trường cường ngăn lại ăn bữa cơm a à, cộng thêm hai người đi theo thôn tây hà buổi trưa món chính là thịt kho tàu sơn thần báo mộng dậy cho xì dầu xào màu đường chu văn thiên còn chưa kịp làm cái kia tốt nhất là dùng đường phèn hắn phải làm đường phèn trước hắn mua không ít đường đỏ chuẩn bị sau khi thoát sắc lại kết tinh thành đường phèn không chỉ dùng để làm thịt kho tàu, điều kiện cất giữ đường phèn liền đơn giản hơn nhiều. Đường nâu và đường cát trắng một ngày ẩm ướt dễ hỏng, kết cấu phân tử đường phèn tương đối ổn định. Đường phèn trước mắt có bán, ở Tuyên Thành liền nhìn thấy, quá mắc, kém đường đỏ hơn 10 lần, nói giỡn sao? Đùa thì sao? bông ào thì sao? Tây Hà Thôn tới phùng quý ba người chứng kiến thịt kho tàu, nhịn không được há to miệng ăn, một bữa cơm tối mấy chục tức tiếng vào bụng đám người cho thêm cơm lúc phùng quý ho khang một tiếng, mặt khác hai người kịp phản ứng, ăn quá nhiều thịt, ngượng ngùng. Thôn các ngươi tổng ăn cái này thịt a. Phùng quý vì giảm bớt xấu hổ, tìm lời nói. Lý trưởng khoát tay. Sao có thể ăn mãi? Cách ba đến năm ngày mới có thể ăn một bữa. Nói xong, vẻ mặt của hắn tiến vào trạng thái Phật hệ, trang bức A. Phùng quý nghiến răng nghiến lợi, lại chuyển đổi đề tài ta xem ngươi trong thôn có không ít trâu cày từ đâu thuê không có biện pháp người làm không nổi việc chỉ thật nhiều mua chút ít trâu đều là bị ép nha lý trường biểu tình tiếp tục phật hệ đó gọi là lạnh nhạt a phùng quý hắn muốn hỏi bị ép buộc là có thể cái gì cũng có nghi trường nếu mùa xuân sang năm thu hoạch sản lượng cao phải dạy thôn tây hà chúng ta muốn dùng trâu thì lên tiếng phùng quý hết cách rồi cúi đầu hắn đại biểu không phải một người thôn cùng thôn ở giữa sẽ so lý trường nở nụ cười dễ nói dễ nói thôn chúng ta trước thử một chút chu văn thiên đồng dạng ngồi ở trên bàn chính hắn không nói lời nào buồn bực ăn cơm thịt kho tàu hầm thời gian dài đó gọi là thơm a hắn không kháng cự người khác học tập chỉ là sẽ không chủ động hỗ trợ ta lại không ăn cơm nhà ngươi mong quyết định đầu phùng quý ba người cơm nước xong rời đi trong thôn khôi phục đến trạng thái hàng ngày. Chu Văn Thiên đi tới bờ sông, nhìn chầm chầm nước sông sững sờ xuất thần. Anh khờ, trời lạnh rồi, câu cá không câu được, chúng ta làm gì vậy? Tiểu nha đầu sôi nổi tìm được anh khờ khảo của nàng, thay mặt các bạn nhỏ hỏi thăm. Chu Văn Thiên nhìn cô, lần này không đóng vai kẻ ngốc. Để người trong thôn nghỉ ngơi hai ngày, rửa sạch buồn, phải đào sâu đường sông, đến lúc đó có cá chạch ăn. Nước lạnh, xuống dưới lạnh tiểu nha đầu ngồi xổm bên cạnh chu văn thiên lạnh cũng phải đào còn phải đào ít nhất bốn cái giếng dựa theo vị trí ruộng lúa nước mà phân bố chu văn thiên dùng sức nắm chặt nắm tay cảm giác lực lượng không đủ minh sử ghi lại hồng vũ ba năm hạ hạng hán chỉ có sáu chữ như vậy chữ càng ít chuyện càng lớn trong trường hợp không chỉ định châu phủ nào hoặc là phạm vi toàn quốc hoặc là phạm vi kinh đô Hiển nhiên, Hồng Vũ ba năm hạn hán mùa hè là chỉ kinh đô, nằm kinh ở lưu vực Trường Giang A. Thôn mình đang ở chính là trong phạm vi này, lúa nước mùa hè hạn hán thì làm sao bây giờ? Còn có thể chờ cải chip nhỏ và gai ma thu hoạch xong, tạm thời đổi sang trồng lúa mạch. Chỉ có thể dự trữ nước, đào giếng. Hai chữ hạ hạn hán, chỉ mấy tháng, sau đó lại tốt, nhìn qua không có vấn đề quá lớn. Nhưng đối với người trồng trọt mà nói, một mùa thu hoạch không còn. Nói một chút, nông gia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới thời điểm miễn phí thẻ số, đợi đến khi lên kệ lại nhiều hơn nữa. Nông gia không quan tâm cái này, nông gia có thể công chúng bản liền nhiều càng, thường quyển sách như thế, quyển sách này giống nhau không thành vấn đề, cho nên không cần đi dưỡng, dưỡng sách mới chính là hố sách mới, dưỡng chết liền cái gì đều không có. Vẽ tháng đề cử phiếu, có thì cho đi. Chương 09 sơn thần có mộng người hữu tình bạn đang nghe tại truyện chấm audio người thủ thôn nằm mơ lại mơ thấy sơn thần gia sơn thần mượn miệng người thủ thôn nói để đào giếng thanh lý đường sông các thôn dân thôn hạ khâu lập tức làm theo làm việc người giữ thôn sẽ không sai nhìn cây giống trong ruộng không cần nhớ nhiều nữa sang năm cam đoan thu hoạch một mùa thu thêm một lần hạt cải dầu và gai dầu tương đương với chu văn thiên khi đó làm hơn một năm lương cho một năm còn không thu thuế thu nhập cá nhân. Khí lực lớn Chu Văn Thiên, rõ ràng hẳn là chủ lực đào giếng, hắn hết lần này tới lần khác không có thời gian. Hắn mặc kệ, hắn mang theo đồng bọn đào bùn, bản địa có cao lãnh thổ, rất trắng, có địa phương còn gọi là quan âm thổ. Đốt đồ sứ là tốt nhất, dưới tình huống đói khác, ăn một chút, không chết người, ăn nhiều liền xong. Chu Văn Thiên không có ý định đốt đồ sứ, phải xây lò nung trước, quá lao lực, thời gian không đủ dùng. Đào sông cùng các bạn nhỏ, đường đỏ mua lúc trước bắt đầu thêm nước nấu, đất cao lạnh bỏ vào khử màu. Khi nấu biển làm muối thì dùng bùn vàng, bùn vàng có độ dính lớn, có thể làm chất khử màu. Sau đó có than hoạt tính, lấy than hoạt tính để khử màu. Tình trạng sử dụng cao lạnh thổ thoát sắc tương đối ít, cao lạnh thổ không phải chỗ nào cũng có. Có những khu vực có màu đất cao lạnh bất chính, còn cần phải khử màu đất cao lạnh trước, sau đó mới áp dụng vào các mặt khác cao lãnh thổ cho đường đỏ hết màu biến thành đường cát trắng đường cát trắng lại gia công bỏ vào trong vại thuận theo từng sợi dây bông bảo trì nhiệt độ một thời gian sau đó kết tinh đó là đường phèn đa tinh các bạn nhỏ làm sao chơi qua trò chơi tốt như vậy a à? bài học thủ công thuần khiết nửa tháng trôi qua giếng chỉ đào ra một cái đường phèn xuất hiện một đống lớn lần trước đi tuyên thành bán đắt như vậy bọn họ làm sao dám tiểu nha đầu đi theo tuyên thành rất nhiều lần nàng thỉnh thoảng sẽ mang đường phèn trở về cho đồng bọn ăn đường phèn đắt quá nhưng lại vô cùng ngon ngậm ít nhất một khắc đồng hồ hiện tại nàng phát hiện biện pháp đường đỏ biến thành đường phèn vừa so sánh giá cả ánh mắt trừng thật to căm giận không thôi người xấu đều là người xấu bán đường phèn không có một thứ tốt thật đáng giận làm chính mình tức đến phát khóc các ngươi sao có thể như vậy cô chỉ xem xét chi phí vật liệu không bao gồm chi phí lao động chi phí vật liệu phụ trợ chi phí thiết bị công nghệ chi phí kỹ thuật trong đó chi phí kỹ thuật mới là cao nhất kỹ thuật chế tạo giấy tuyên thành của người ta người bình thường có thể tiếp xúc được không khóc không khóc nha hắc 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 cười ngươi cười lên thật đẹp mắt hắc hắc chu văn thiên lại biến thành bộ dáng phù hợp với con người lau nước mắt cho tiểu nha đầu chân khí khóc anh khờ bọn họ khi dễ người tiểu nha đầu nhào vào trong ngực chu văn thiên oán giận thật thương tâm là lúc trước cô muốn ăn đường phèn mới cầu mua bây giờ nhớ lại rất khổ sở những đồng bọn khác nguyên một đám cũng cùng chung mối thù đường đỏ cùng đường phèn chênh lệch giá hơn 10 lần thì ra đơn giản như thế chờ mỗi người ngậm một khối đường phèn gõ xuống tất cả mọi người lại lộ ra nụ cười thật ngọt a à, ngọt ngào thông dân nhìn thấy đường phèn Lúc mừng rỡ lại cảm thấy bình thường. Người thủ thôn mình nuôi được sơn thần gia tán thành, thông qua người thủ thôn dạy mình sống những ngày tốt lành. Lúc trước tế tổ cùng kính thần cầu một người thủ thôn là quỳ xuống dập đầu. Các làng khác sao không có? Bởi vì tâm người khác không thành, đây là người thủ thôn của chúng ta. Lý trưởng Hàm khối đường phèn họp, thôn dân đại hội. Ngay thơ sự tình không được nói ra ngoài, cái kia gọi thất phu vốn không có thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hắc hắc. Chu Văn Thiên lại không nhìn được. Lý trưởng đồng ý, chúng ta khờ khạo hiện tại không giống nhau, cho nên mọi người nhất định phải dựa theo. Dựa theo. Phương thức trước kia đối đãi khờ khạo, đúng, cứ như vậy. Chu Văn Thiên. Qua ngày, Chu Văn Thiên bắt đầu thiết kế xe nước. Máy tách hạt năm nay không có thời gian làm, mùa hè năm sau hạn hán, xe nước chờ hạn hán kết thúc là có thể dùng tới. Cộng thêm một số thiết bị khác, tất cả đều do thủy lực thúc đẩy, giải phóng sức lao động. Chu Văn Thiên cho rằng cư miếu đường cao tắc ưu kỳ dân, sử gian hồ xa tắc ưu kỳ quân là một loại cảnh giới, bố cục lớn. Cũng có thể nói là phạm trọng im giúp đằng tử kinh tẩy trắng, liên quan đến vấn đề lịch sử để lại, hắn không quản được. Hắn giờ phút này chỉ suy nghĩ mình là người giữ thôn hạ khâu, từ ăn vặt trăm nhà cơm lớn lên, hiện tại phải hồi báo thôn dân. Dân làng là người thân, đem những thứ tốt nhất đều cho mình. Tóc tiểu nha đầu đã khô vàng thành như vậy, vẫn muốn đem trứng gà luộc nhét vào trên tay mình, chẳng lẽ là nàng không muốn ăn. Mình phải lấy đức báo đức A, à, trước quảng thôn, lại nói những thứ khác. Miếu đường gì? Để cho ta lo lắng kỳ quân, kỳ quân nhận thức ta. Trứng luộc cho tôi ăn. Quân họ gì vậy? Ôi. Họ Triệu, Triệu Kỳ Quân. Chính mình không họ Triệu, họ Chu, nhất định phải nói họ Triệu, cam đoan bị tác lớn. Ngươi cũng xứng họ Triệu. Sau khi xây dựng tâm lý một phen, Chu Văn Thiên tìm được Lý trưởng nói chuyện xe nước. Mộng. Cái này. Hắn đưa tới chín tờ giấy, xe nước phân giải bản đồ, loại có trục nối bên ngoài. Như vậy chờ xe nước đứng lên, muốn tách hạt thì tách hạt, muốn tách vỏ thì tách vỏ còn có thể xây bột gạo và sữa đậu nành. Nơi khác có, thôn hạ khâu chúng ta không có ai biết, khờ khạo ngươi đưa ra bản đồ, ta tìm người làm ra. Lý trưởng cũng xem không hiểu bản đồ này, cần tìm thợ thủ công. Hắn lôi kéo Chu Văn Thiên về nhà, sau khi về đến nhà ông ra một giường đệm chăn cùng một thân quần áo. Đây là năm nay làm cho em, nếu không một mình xây nhà cho em, em ngủ đi. Lý trưởng lo lắng tình huống khờ khạo sắp đến 16 tuổi. 16 tuổi thuộc về trưởng thành, gọi thành đinh, lại đến nhà người khác ở không thích hợp. Miếu, hắc hắc. Chu Văn Thiên cự tuyệt, một mình xây nhà làm gì? Cái sơn thần miếu kia cũng không tệ, hắn cũng không sợ hãi, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lý trưởng không nói gì, mang theo thôn dân ở bên cạnh chủ điện của sơn thần miếu xây nhà cho khờ khảo. Lúc thiết kế nhà không có bếp, mọi người nghĩ lúc ăn cơm sẽ có người đi tìm, hoặc là mang đồ ăn ngon tới đó chu văn thiên không đáp ứng a à, tôi tự nấu ăn không được sao ta cũng không phải không biết nấu bếp có đôi khi đồ ăn các ngươi làm không ngon ta tự mình làm đi trải qua một phen trao đổi đặc thù chu văn thiên thắng lợi hắn có được bếp lửa của mình ở bên ngoài phòng ốc trong sân từng ngày trôi qua trong đồ ăn của thôn dân có thêm cá chạch chất lượng cuộc sống rõ ràng tăng lên nước bùng chồng chất lên chờ rút ra thời gian vận chuyển đến vùng đất hoang trong thôn, trâu mua được phối hợp lật nước bùng vào, biến thành ruộng tốt. Năm ngoái khi nhà Minh thành lập bắt đầu đo đạt đất đai, đầu xuân năm nay đo đạt xong thôn, không cần lo lắng sau khi biến đất hoang thành ruộng tốt sẽ có thêm tiền thuê. Điền phú giao lên, một lượng lớn người trong thôn khác nhàn rỗi, nghe nói thôn hạ khâu trồng trọt, thanh ứ, ngẫu nhiên tới xem náo nhiệt. Bọn họ chủ yếu xem cải chip nhỏ và gai ma, giống càng lớn càng lớn cảm giác có thể thu hoạch. Ngược lại bọn họ lại vì đất nhà mình mà rầu rĩ, biện pháp là biện pháp tốt, sau khi thu hoạch lúa nước xong ruộng làm sao lật. Không đủ bò trong nhà. Có nên mượn thôn hạ khâu một chút hay không, thôn hạ khâu năm nay mua 26 con trâu. Thì ra mọi người cùng nhau nghèo, các ngươi sao lại giàu có. Canh thứ 10 càng không nhất trịch phiến băng đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thôn hạ khâu, khi giếng mới thứ tư được đào xong, thời gian tiến vào tháng chạp. Mọi người mặc quần áo dày vào, giờ phút này ban đêm có lúc sẽ hạ xuống không độ C, ban ngày cũng bất quá là khoảng 10 độ C. Thịt cá không còn, cá chạch cũng ăn sạch, các thôn dân sắc mặt hồng nhuận. Lợn còn lại không nở dết, muốn nuôi đến Tết ăn lợn Tết. Chu Văn Thiên vừa thấy mỡ và protein không còn, cái này không được, trời lạnh không chịu lạnh. Bán đường phèn chu văn thiên nghĩ ra một biện pháp đường bản địa đại minh hiện nay đa số là đường đỏ đường cát trắng gọi là đường tây trước mắt thông qua thị bạc ti xuất khẩu trường giang đến nhập khẩu gọi là triều cống chính phủ mua bán với người nước ngoài dân chúng bình thường chờ sang năm liền không cho phép nói tiếp thị bạc ti cách đô thành quá gần chuyển đến chiếc giang bên kia người nước ngoài đến mậu dịch rất xấu căn bản không cho đại minh kỹ thuật làm đường cát trắng và đường phèn như thế nào Đợi qua mấy chục năm, Đại Minh tự mình nghiên cứu ra kỹ thuật tách màu đường, bắt đầu điên cuồng trồng mía, hơn nữa biến thành cường quốc xuất khẩu đường cát trắng. Dù sao trong lịch sử Chu Nguyên Chương cũng không nhìn thấy ngày đó, quá xa xôi. Chu Văn Thiên suy nghĩ, bắt đầu rầu rĩ vì bán đường như thế nào, đường cát đỏ tuyên thành, tức đường đỏ 22 văn tiền một cân, đường phèn 390 văn một cân. Tiểu nha đầu chỉ mua mấy miếng nhỏ, bằng không nàng vì sao sau khi biết làm đường phèn bị tức khóc cô hối hận mình tiêu nhiều tiền không hiểu chuyện nghĩ đến bộ dáng tiểu nha đầu lúc ấy khóc thê thảm chu văn thiên vô tâm vô phế cười ra tiếng quay đầu hắn đi tìm lý trưởng chính mình không có biện pháp hỏi người bên ngoài dọc đường hỏi ở nhà thợ dệt nhìn thấy lý trường lý trường mang theo một đám người dùng trúc làm thùng thùng dùng để gánh nước để chuẩn bị cho hạn hán năm sau đến lúc đó có những vị trí không thể trực tiếp xả nước thì phải gánh nước hoặc là trâu hỗ trợ chở đến bên cạnh ngây thơ đến rồi chờ nấu cho ngươi cái trứng gà ăn bà nương nhà thợ dệt nhìn thấy ngây thơ đứng dậy muốn đi nấu trứng không không ăn hắc hắc chu văn thiên xua tay lắc đầu đối phương không để ý tiếp tục nấu chu văn thiên ngồi xổm bên cạnh lý trường đường bán ăn thịt ha 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 Lý trưởng nhìn hắn, nhíu mày. Đường phèn A, cái này. Bán thế nào đây? Lý trường cũng rầu rĩ, trước tiên mua một đống đường đỏ, về thôn biến thành đường phèn, lấy ra dùng cớ gì? Thuế thương mại cũng không tính là gì, 30 thuế một, giao như thường lệ là được. Cùng nhau làm thùng người nhau nhau nhìn qua, bọn họ đều biết đường đỏ cùng đường phèn giá cả chênh lệch, hơn 10 lần. Có nghĩa là có vô số người nhớ thương, toàn bộ muốn biết phương pháp giao ra, người trong thôn không nở, không giao. Lý trưởng Một thôn hỗ trợ đột nhiên lên tiếng. Chúng ta ở Tuyên Thành mua đường đỏ, đến Phủ Thái Bình bán, nói là từ bờ biển xuôi trường Giang tới, mua với thị bạc ti. Đúng, Lý trưởng, chúng ta bán một lần thôi. Một người khác nói theo. Lý trường vỗ đùi. Được. Mỗi nhà lấy tiền ra, cộng thêm tiền công sứ trong thôn, làm một lần ân ân. Hắc hắc hắc. Chu Văn Thiên tỏ vẻ ủng hộ, giá cả gấp 10 lần A. Lý trưởng ra lệnh một tiếng, các thôn dân nhau nhau bỏ tiền, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nhớ kỹ, chờ bán hết đường dựa theo biện pháp lúc trước cùng tiền công sứ 5 năm phần năm. Có người đem trang sức gia truyền giao cho, đi hiệu cầm đồ tuyên thành làm việc, kiếm được tiền lại chuộc về. Ngày hôm sau thôn ra bốn chiếc xe, mang theo nhiều người bảo vệ. Trâu cũng muốn kéo xe, chậm rãi đi, không cần điên cuồng chạy. Trang sức làm trước, cộng thêm tiền gom góp, trong tay Lý Trường có 5 vạn 5.200 văn, mặc cả với người ta, mua 2.600 cân đường đỏ. Đây là hy vọng của cả thôn, còn dư lại một chút tiền, Chu Văn Thiên bảo mua phèn chua. Đường đỏ biến thành đường phèn có tổn hại, làm ít một chút tự mình ăn, không thêm phèn, làm nhiều tổn hại này khó có thể thừa nhận. Phàn chua ăn nhiều không tốt, Chu Văn Thiên ngược lại không lo lắng người khác dùng sức ăn, đây chính là tiền. Trước kia lúc chiên bánh quẩy sẽ dùng, sau lại nói cấm cũng không hoàn toàn cấm. Mọi người lấy lại tinh thần, chạy về nhà. Mãi cho đến mùng hai xấu xí mới đến thôn, thôn toàn bộ chạy không ra hỗ trợ vận chuyển. Người đi nhanh chóng ngủ, ban đêm có người phụ trách canh gác, cũng không thể không có, cả thôn chỉ trông cậy vào những viên kẹo này mà sống sót. Sáng hôm sau, mọi người ăn cơm no trước, bắt đầu dựa theo chỉ huy khờ khạo làm việc. Chín ngày trôi qua trong không khí khẩn trương, ra hai ngàn cân đường phèn cùng một ít tàn tích. Bên trong dài, khối đường phèn lớn hơn khối tuyên thành bán. Những đường phèn kia không có dây. Có thông dân cùng đi tuyên thành cố ý xem đường phèn phát hiện vấn đề, ánh mắt sáng lên. Chu Văn Thiên nhìn không nói gì, có trời mới biết người bây giờ làm đường phèn như thế nào. Thiên công khai vật có ghi chép dùng trúc phiến bỏ vào trợ giúp kết tinh. Đường phèn đi ra chia làm ngũ phẩm, là Núi đá, cành đoàn, ủng giám, viên nhỏ, chân cát. Năm cấp bậc này từ tốt đến thấp, nhìn tên liền biết, càng lớn càng tốt. Đường phèn của thôn chúng ta phải thêm tiền. Con trai Lý Đại cho rằng giá bán giống tuyên thành không có lời. Đến địa phương xem tình hình và giá cả đường phèn, hôm nay ngủ, ngày mai dậy sớm lên đường. Lý Trường hít sâu một hơi. Chu Văn Thiên vừa thấy, vội vàng mở miệng. Nhiều, nhiều xe, nhiều, sẻn, bao tải, ừ. Trong thôn có trâu, xe không có, chưa kịp chế tạo, phải đi mượn xe trống, tôi đem đồ nấu đường còn lại đưa đến thôn khác, đuổi trâu đến địa phương bắt xe trở về. Lý trưởng tiếp tục tin tưởng người giữ thôn, khờ khảo bảo mang theo rất nhiều xe, sẻn, bao tải, mang theo. Thôn dân dắt trâu lấy đồ phân tán lái đi mượn xe, cái này không cần trả tiền, cũng không phải thuê trâu. Ngày 22 tháng 11 lại có 8 ngày tiến vào tháng Chạp. Thôn Hạ Khâu xuất động 20 chiếc xe, 100 người cầm dụng cụ xuất phát, đi về phía bắc. Vốn nên đi về hướng tây, trực tiếp một đường đến Vu Hồ. Nếu là có thuyền, đi thuyền đi sông Hoàng Trì Lượng vận chuyển càng lớn. Chỉ là đi về phía tây, khoảng cách thôn gần, sợ người khác biết sau khi đi về phía bắc chuyển sang phía tây là huyện đương đồ nơi trị vì của phủ thái bình hiện tại xe nhiều vừa vặn ở trên xe chứa đồ ăn uống của mọi người cùng cỏ la và bò chạy được nửa canh giờ đường chu văn thiên kêu to a này dừng ư ừ, ư ừ. ngốc nghếch làm sao vậy lý trưởng quay đầu nhìn lại chu văn thiên cầm xẻng nhảy xuống xe đào a à đào trên mặt đất đào vài cái ngồi sổng cầm một cái nhìn lại ngửi thấy hắc hắc hắc. Đất. Hắn cười vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được. Nơi đây khi đó hắn gọi là Tan Hán Thôn, một thôn nhỏ. Hắn bảo mang xe và bao tải sản tới đây, vì đất bây giờ, loại đất này gọi là than buồn, cũng gọi là than buồn. Than buồn có thể đốt cháy, ông không chuẩn bị để đốt cháy, một công dụng khác là trồng cây giống, dinh dưỡng phong phú. Hắn liền muốn dùng những thứ này bùng than đến bồi dưỡng giống cây, lần này lại đây trước kéo một ít, xem khoảng cách không phải rất xa, về sau phái nhiều xe đến trang. Lý trưởng đi theo bên cạnh, ngồi sổng xuống bắt một tay. Đất tốt. Thôn chúng ta tìm không thấy, đi trước, trở về. Từ được, hắc hắc. Chu Văn Thiên đã quen với vai diễn, càng ngày càng thuần thục. Những người khác đi theo nhìn xem, xác nhận, đất tốt. Đội ngũ một lần nữa lên đường, ba khắc trưa đến huyện Đương Đồ của Phủ Thái Bình. Mọi người không thèm ăn cơm, trong lòng nhớ đến đường phèn, đi hỏi giá cả. Trở về nhìn nhau, có người nhỏ giọng nói: 420 văn một cân, khối lớn một chút 450 văn, lớn nhất cũng kém chúng ta.